Dạ cả nhà đừng bình vậy luận mà vui số. anh. Ủa sao vậy, sao vậy cả nhà? Là giờ là anh là trợ lý của chị Hồng Loan luôn á hả? À, số mà cái cầm... đừng 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 bình luận số nha cô chú. Nếu mà chị ơi, bình luận số điện thoại thì không được đúng ta, chứ còn bình luận cái số không đúng rồi. TikTok nó khó lắm nha. Đúng rồi, đừng có bình luận số điện thoại giùm con nha. Nhưng mà YouTube là thoải mái nha. YouTube là thoải mái. YouTube đừng có chửi là được rồi. Ông năm cái lòng. À. Dạ em cảm ơn. À, số là gì? Số là gì? Nhạy cảm ha. Dạ không không. Dạ không sao đâu, không sao đâu. Tại vì con hỏi rồi. Kem bên này. Mô Phật. Dạ cả nhà. Dạ mô Phật. Buôn lên xe. Đây nè, kem nè, kem bên đây. Buôn nóng quá chảy mỡ. Ủa buôn đó đâu ta? Núp rồi. Buôn lên xe núp rồi. Đưa ly trà đào xong rồi xách xe đi ra xe luôn. Nóng quá anh chị nóng nổi đâu. Lai bán hàng lai thôi. Nhân hải vậy mà. Tranh thủ về lai bán hàng. Hồi nãy là chị em mình phải đem một đống đồ đây bán hàng luôn. Chốt đơn tại chỗ. Ê, ê chị, trực nhớ. Biết này sáng chị đem beo đồ lên đây bán hàng luôn. Ừ. Thiệt mà. Tiền quá. Tiền quá. Tại vì nhiều khi mấy anh em cũng muốn mua hàng á nhưng mà không có mua được. Lâu lâu cho xả dài đi lên thôi. Thôi lần bán hoài. Vậy hả? Ờ, cho xả dài cho cô chú anh chị. Cho xả dài. Đúng rồi, dài lên tiếp đó mà lên tới đây mà. Đóng hàng ở đằng sau trời. Vậy hả? Rồi. Xấu cao rồi. Bữa nào dành riêng cho chú Năm một bữa chứ không có bán hàng nha cô chú anh chị. Mọi người thả bông thả hoa giùm em. Dạ, bán hàng bên phở bò nha cô chú anh chị nha. Ủa gì 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 việc bán hàng bên phở bò nữa? Bán hàng bên phở bò thôi. À, phở bò lôi giùm con nha cô chú anh chị ơi. Cái này chính chủ của con đó, yên tâm đi. Đóng giùm con một cái. Con năn nỉ. Dạ. Con năn nỉ đại gia đình bên này luôn nha. Lôi giùm con nha. Chị sẽ mạnh giùm con đi. Thấy bé Loan lúc này vui vẻ, thấy cô chú thấy hơi thấy thương không? Đó. Nhờ được cô chú anh chị mới có con Loan ngày hôm nay. Tình thương của chứ không Loan rụng đủ từ giờ lâu. Loan rụng đủ. Nhà tình thương mến thương dạ. Của cô chú bác gần xa. Theo em nghĩ là do chú á, chú phù hộ. Dạ. Cái phước của chú. Dạ. Cô bữa nay còn dạ, con chào cô. Bữa nay đó bánh con cơm trái. Dạ con. Cơm trái ngon lắm cô thì. Cơm trái ngon ăn còn. Dạ. Không phải khen chứ một mình nhà. Là con ngồi một buổi live là con thấy ăn hết một bịch đó đúng chị bữa nay hai bịch luôn không hai bịch luôn chị quốc hai bịch ta đặt hàng không thì đem về không còn quốc đúng rồi có hàng đặt hàng của em còn quên nữa cái xong rồi mà nó ăn cô hôm trước là cô mua cái gì cô ơi hôm trước là cô mua cái gì cô em làm giả em làm trong biển em quên đơn hàng của chị không mít sấy có ca sĩ nào lại kìa Hồng Loan có bán có ca sĩ lại kìa biển ngũ cốc nữa dạ ngon lắm. Dạ. Có dạ. Loại rong biển này không rong biển nghĩ gì ca sĩ còn rong biển quay đi. Rong biển này không có nhưng mà để lo làm má chủ ở đây được rồi. Trời ơi. Tại ca sĩ rong biển tỏi lô giùm con chứ mày đó. Không nhưng mà mình cũng phải để ý anh. Tại vì nhiều khi là đúng rồi. Ngồi xuống mở cái nha. Chưa biết. Chưa biết chị Loan ở đây. Biết lâu rồi. Không ý là khán giả khán giả ngoài kia chưa biết chị Loan đúng rồi đúng rồi rồi xong rồi bị lộ thông tin rồi chị ơi chị bị lộ thông tin rồi chị bị lộ thông tin rồi dạ không sao đâu Hồng Loan đã bị lộ thông tin rồi khán giả ngoài kia đang phát hiện này ở nhà mới dễ gặp á cái đây lâu lâu mới lên cứ lại mua hàng là gặp ra đi làm là phải mở cửa hàng sản đó ai ở không đâu đúng không ta đang bán hàng mà ta cũng lu bu công chuyện mà ta bán hàng nữa cho chị hỏi me gì á Hồng Loan me thái cái hộp mà nửa tiếng hình như cũng nó bằng con. Nó bự hơn con vậy đó. Bự hơn con. Con xuống 10 kg mà. Đó, bởi vì Hồng Loan nó xuống 10 kg mà bởi vì đâu giờ mập không nổi luôn. Bằng tuổi Hồng Loan luôn đó. Dạ, đâu cô. Con nhìn đứng luôn rồi đó. Là bằng chị Hồng Loan luôn. Bằng tuổi Hồng Loan luôn. Dạ. Hồng Loan sinh tháng 6 con gái cô con tháng 7. 50 năm mấy ký. Trời bắt đầu trả con về vị trí của con rồi đấy. Dạ. Béo héo luôn. Hồng Loan. Sáng chị Hồng Loan nghe tin gì chưa? Thế là có khán giả dẫn anh Vũ Linh đến viếng mộ chú Vũ Linh. Anh Vũ Linh mà anh kia Hậu Quỳnh. Anh kia Hậu Quỳnh. Tức là cô đó là cô rất là thích chú Vũ Linh cho nên khi mà xin anh ra đó đặt tên là Vũ Linh luôn. Nhưng mà Quỳnh Vũ Linh.
xong cái nhỏ đó cho nên là bữa nay gặp đó anh Vũ Linh đến viếng mộ chú Vũ Linh che mặt áo trắng á, ông kêu ê cho mẹ em trả tiền tao giữ che cái đấy, ông nhìn lộn ngoài đây này hiện tại mẹ của chú chị em lo ở đây thì cũng có hai sản trồng thảo á, nó cắt nhà ngoài đảo muốn á, nó cắt nhà ngoài đảo Nam Du á, nó mua to nó cắt cái nhà ngoài đảo Nam Du, nó không mua hải sản chứ. Ủa chị lâu lâu chị phải giới thiệu sản phẩm với chị. chị nói là chị xả dài. Giới thiệu sản phẩm cho bà con cập nhật biết là chị bán gì chứ. Xin rồi, xin rồi. Là chị xả dài. Đúng rồi. Đi về đi vô tiếp. Chứ nãy em kêu chị đem hàng ra đây chị bán mà chị trời cho xe ta xả trét bữa đi chứ. Chị thường thường là chị like khoảng vào lúc cái khung giờ là mấy giờ mấy giờ? 8 giờ. Thở bò thì thứ hai thứ tư. Còn cái kinh mà cái dấu đỏ đỏ á là bên cái này nè, cái kinh YouTube nè, cái dấu đỏ đỏ là thứ bảy chủ nhật. Còn top top á là thứ ba thứ năm. À vậy vậy là cái phở bò cái màu xanh á là mấy giờ chị? Cái phở bò màu xanh 8 giờ hết. 8 giờ hết chị, có thứ bảy chủ nhật là đi đâu rồi mình chia sẻ lên cái kinh YouTube thôi. Hả? YouTube mà chị không nói YouTube chỉ là đó, cái đỏ đỏ, cái đỏ đỏ. Cái đỏ đỏ. Cô bác biết cái giờ sao đó chị. Rồi cái top top là cái đen đen đúng không? Cái top top là cái đen đen. Cái đen đen đó. Đúng rồi. Còn cái phở bò đó có cái chữ F màu xanh đó. Cái chữ F màu xanh. Cảm thấy chữ vô ở đây rồi. Linh ngoài sau lưng kìa, trời ơi, trời ơi vậy luôn. Quay qua thấy được cái mừng ghê luôn. À, bà con vô viếng mộ chú Vũ Linh kìa quá trời nhiều luôn. Dạ không, anh hai đi cô có cái mặt đâu rồi? Trời ơi, trời nắng quá trời. Gì? À, ổng canh cái mặt, ổng lai. Cái mặt con bao. Rồi xong rồi, xong chị rồi, xong chị rồi. Rồi. Xong chị Hồng Loan rồi. Đó. Rồi. Để xa xa tới chiếc vậy. Đây nè. Rồi. Đó, xa xa chút. Đó. Rồi. Ok. Rồi, chụp 3 4 nè, 3 4. Máy nào? Máy này. Rồi ok. 2 3. Rồi mình nhìn một máy. Trời ơi. Giờ vậy là có duyên đúng không chị? Rồi chú nữa. Vợ cho chụp kia, chụp cho vô lên kia. Rồi. Mẹ vô chụp lâu rồi mẹ. Rồi. Máy nào? Máy này đi. Rồi máy này. Rồi nhìn con nha. Rồi chị cầm giùm em. Rồi đem chụp nha. Rồi chú cười lên chú ơi, quá đẹp luôn. Đó, quá trời xinh luôn. Rồi, chụp cho trái máy luôn bữa nay mới được. Chụp nữa ha. Rồi. Chụp riêng chụp chung gì. Rồi, riêng chung gì lên kênh YouTube của tụi em xem nha. Đó, quá trời đẹp luôn. Rồi. Rồi. Coi hàng ngày luôn. Nãy giờ em chụp mụn muốn đói bụng luôn á. Mình ăn cơm đi. Hai giờ mình hỉnh lòng xuống chỗ rồi chị. Ha, thôi bữa nay chị tự tay chị lên chị xin chú cho tụi em hỉnh lòng xuống. Dạ, đúng rồi. Rồi giác nó heo thôi. Rồi. Bữa nay là bây giờ mình làm hết quay lại cái bàn cúng cho bà con ha. Đó, cái bàn cúng là có hoa hồng nè. Trời ơi, hoa hồng đủ màu sắc luôn. Đó, cái mâm cúng mà chị Hồng Loan nhờ chị Trang chuẩn bị ha. Những cái món rất là đặc biệt. Hôm nay là có cà ri, canh chua, rồi bún xào, rồi nấm nè, cam. Đó, rất là nhiều ha, bánh mì. Rồi cơm. Chị đem lau mẫu cậu nữa. Giờ sao chị? Bây giờ xin nha. Rồi, thôi bây giờ trước khi...
Đó bây giờ để cái bình bông lên bàn thờ, để lên bàn thờ luôn anh. Đây đây, bên đây, bên góc này nè. Góc này đúng rồi. Để em lấy cái này đèn qua. Rồi. Được chưa? Được rồi ha. Đó. Rồi bây giờ mình mang xuống cái chị Hồng Loan cùng với các anh em ở mộ dùng ha. Rồi. Rồi rồi. Rồi bây giờ ghen xuống. Đó. Rồi mỗi người tay ha. Có ai đi trước về giới giùm mi. Rồi mỗi người dùng bé mi đi trước rồi. Đó. Rồi. Đó. Rồi bây giờ mình lấy ghế ra ha, lấy ghế ra cái mình mời khán giả gì là các anh em ở mộ dùng luôn. Bữa ai hát nè. Dính luôn hả? Dính luôn chị. Rồi. Bây giờ mình lấy ghế ra chú Hành luôn. Đó, rất là đông. Quá chèn đất ơi, đông quá trời đông rồi. Đó. Quá trời đông. Rồi, chị mời hết tất cả bà con cô bác với là mấy anh em ở mộ luôn ha. Rồi, ok. Dạ. Vậy chị ngồi vô trước rồi chị. Trời. Mấy chị vô dùng cơm chay ha. Vô dùng cơm chay. Đây là tự tay chị Hồng Loan mang lên đó. Rất là quý luôn. Rồi. Thôi bây giờ để coi có ai cầm hỗ trợ không. Để bà xã qua đây. Em gắt nước hả? Rồi để em. Bây giờ mình xử lý luôn. Giờ mình anh không biết sao xử lý nè. Đó. Đó. Mình bỏ ghế ra. Chị. Hả? Gãy hả? Gãy về hai cái luôn. Đó. Rồi con mời các cô các chị ha, cũng như là chị Hồng Loan mình vào mình dùng cơm nha. Chị giờ chị vô đi ngồi trước đi chị ơi. Chị Hồng Loan mình vô ngồi trước đi. Rồi mấy chị vô, chị vô, chị Hương vô ngồi luôn. Chị Hương vô ngồi, phải có người ngồi khán giả mới ngồi được. Trời ơi, sao mà giờ dọn ra ai cũng đứng hết vậy. Rồi giờ em vô ngồi trước nè. Đó. Chị. Em cũng quay nữa hả? Rồi rồi. Mọi người vô ngồi đi, mọi người vô ngồi đi. Ngồi đi cô chú anh chị dùng bữa nè. Chị có cho ai gậy cho Khang á. Chị tiếp đi chị. Rồi. Tự nhiên đi cái này mình lấy mà. Đó là nó cấp đó. Trời ơi. Ngồi đi coi. Ngồi gặp lên ghế rồi mình đi. Chú tiểu. Rồi, vậy vô ngồi đi chị. Rồi các cô vô ngồi đi các cô. Đó là chị Hồng Loan chắc nhắm cái mì gì đi cho mấy cô này với. Dạ. Mình ăn cơm cúng Vũ Linh. Là mình lấy cái lọc à, ngày nay mình rất là hên. Ai ơi cúng Vũ Linh là khe trúng gió độc đắc. Trời ơi. Anh Minh nghe chú nói không? Ai ăn cơm của chị của chú Vũ Linh là xịt trúng độc đắc đó. Ờ trúng trúng độc đắc. Dạ. Là Vũ Linh. Đấy, còn em trúng trúng độc đắc. Nói lời cả nhà đi. Dạ. Rồi rồi. Thôi mình đi giả bộ mình gấp đi. Giả bộ gì? Đang quay mà giả bộ. Rồi con xin. Em vô em nhiều trúng trúng độc đắc nhiều. Cái này là cái lọc quý nhất ra nha. Lọc Vũ Linh đây, em nhiều trúng trúng độc đắc nhiều. Anh Vũ Linh. Dạ. Rút việc luôn luôn, rút việc luôn luôn. Dạ. Rồi con mời chú nha. Ngồi chị phép đi à. Dạ. Chú biết rồi. Dạ dạ. Dạ. Đồng đi đồng chồng. Nói nghe nha, bây giờ chị Hồng Loan mà chị hé lăn cười là có tiền. Ồ. Đang ngủ một bữa ngày. Ngủ một ngày đúng chị.
đẹp gái. Cười muốn đẹp gái đúng không cô? Đúng gái đúng không cô? Phải chị Loan đẹp gái đúng không cô? Quá đẹp gái luôn. Nhìn mặt phúc hậu. Đâu phải mình em nói đâu chị Loan, nhìn mặt phúc hậu lắm. Mình đang tự nhiên nè. Đứng anh Vinh giáo trời luôn. Vũ Linh giáo trời. Chị ủng hộ em. Ủng hộ em. Hướng bội Vũ Linh ủng hộ em luôn. Chị Trang kêu ăn ngon. Nãy giờ em ăn được hai món rồi đó anh Vinh. Ngon lắm, ngon lắm. Cái này là quá ngon rồi. Cái này là của Hồng Loan nấu đem lên cúng cha. Đó. Cúng cha mình lên cúng lần. Cái này là cuối tháng còn 2 tuần con lên. Rồi. Cuối tháng cúng. Đó. Cái này là có duyên lắm đó mấy chị. Dạ, thật sự luôn á. Không có biết được luôn. Dạ. Tại vì mình đâu có hẹn trước đâu. Ở sao mời cả nhà ăn chứ sao mà mấy người. Cứ ngon miệng đi. Sáng ăn bạn bây giờ ăn chay. Môi sạch, môi sạch. Để ăn chơi với Hồng Loan chút thôi. Ăn cho vui, ăn cái này là ăn cho vui thôi. Em ngưỡng mộ. Ăn luôn chứ ăn cho vui vậy. Em cho em vui ấm cúng. Con nha, cô ăn thiệt, cô mới trúng độc đắc người cổ khẩu. Ăn hết đi, ăn hết đi, chịu ấm thôi đấy. Hãy ăn ấm. Hôm nay không trúng lên kiếm. Ở cái giọng y chang trong đường phố tốt. Ngon quá. Ăn rất ngon nha. Mấy anh này anh này e lẹ mình ăn tự nhiên luôn. Dạ mình cứ tự nhiên đi. Em đâu có e hẹn đâu, nãy giờ em ăn 3 món rồi chứ. Biết tự nhiên chứ con là hết cơm nữa. Cái này mình có duyên lên ăn cơm cùng với Hồng Loan. Dạ. Mà đặc biệt là chị ngồi kế bên luôn đúng không? Bên luôn. Đó là gọi là hạnh phúc của em. Bây giờ là cho dù có tiền triệu thì nhiều khi mình cũng có câu hỏi đâu. Dạ. Nhiều nay trúng số là coi như là nhỏ Hồng Loan. Dạ. Trúng số là coi như là thông báo luôn. Vũ Linh phù hộ. Dạ. Vô ăn chị Cao. Ăn ngay cái cơm ngồi mà. Mi vô ngồi luôn Mi ơi. Ông Nguyên Vũ Sang, ông coi về tên Sang kìa. Cái cũng quậy gần bên luôn. Sang là không mà nãy giờ nghe đói bụng thiệt. Tân Sang là bên rồi chị lụa lon á Phượng. Có bên Tú gần bên luôn. Giữ có cái quậy luôn. Bữa nay em quay á mặc dù view nhiều nhưng mà không có nhiều bằng mấy cái người mà ăn lộc của chú đâu. Thiệt. Ăn lộc là nhiều hơn không? Ừ. Làm như Phượng ăn hết xong chưa? Ăn hết dính vậy hả? Ăn hết muối ớt rồi nha. Ăn lấy lộc. Vô đó, đúng vô đó, phụ hai chị bây giờ. Đúng rồi. Tại chị cầm này sẽ cho anh. Cắm cắm giống. Đúng rồi, đúng như vậy nha. Ăn vô đây nha. Nước hàng miếng hàng cân lọc đúng rồi đó. Đúng rồi, đó. Review luôn, review luôn. Bây giờ, không ăn trực tiếp được thì mình ăn gián tiếp luôn. Ngon chứ hả? Ngon lắm. Chưa ăn lần nào đó. Chưa nước có biết ngon hay không? Cái mâm này hơi bị rụng á nha, hơi bị nhiều món luôn á. Rồi, ăn thêm chén nữa nha. Món này ngon quá. Anh ăn hai chén, bạn này ăn hai chén luôn kìa. Ngon lắm à. Còn không biết ở đâu con nghe không có nghe. Miếng nữa đâu. Bây giờ miếng này nữa. Mà đặc biệt nha, cái ông này là ông quay xong ông mới ăn mà bữa nay là ông bỏ quay ông ăn luôn là hiểu rồi đó. Con quay xong rồi con ăn nhiều khi rồi con nhịn luôn mà. Bữa nay là ăn lọc của chị Hồng Loan hay chị mấy cái người lô tốt nhịn đói nhiều hơn ăn khi được ăn lắm. Để em cứ quay đi rồi chị ăn xong chị qua cho em ăn. Bữa nay cái này là miếng đúng không chị? Dạ. Bây giờ giữ là buôn kinh phe. Hai cho buôn xuống ăn luôn chị ơi. Ừ. Đúng rồi không? À buôn tới rồi. Con miếng nha. Sao con cắt cái quạt chưa Ken? Ken con cắt cái quạt chưa? Cái này ngon lắm luôn. Ha. Giờ nhà mà trời nực á, lấy mình quạt. Ngon cái tới này nó dẻ mắm ruốc ngon lắm luôn. Ừ. Cái mắm ruốc chay nữa hả ta? Ruốc ngon lắm. Hai cho hai miếng miếng này. Mắm ruốc bây giờ hai đưa mình nha. Thôi bây hai đồng này. Ngon ghê luôn chị hai. Chị hai. Con đi ăn cơm. Con ruốc nào? Ruốc chay hả? Ngon ghê luôn. Rồi hết rau mình gọi cho. Đó. Đó, con ruốc chay ngon chứ hả? Ngon quá, ngon quá. Cô mẹ chú hậu rồi. Đó. Ừ. Nãy giờ mình chưa ăn canh chua. Rồi cảm ơn các cô, cảm ơn các chị. Dạ. Rồi đây coi như là cái duyên mà
chú cho gặp gỡ đúng không chàng? Dạ. Dạ cái gì? Dạ rồi bye mấy chị. Cái này chị làm đi một chút xíu kết thúc rồi mấy anh em còn mấy cái này là để mấy anh em ăn. Dạ nói chung là nhiều lắm không có rất là nhiều ha. Giờ sao mai gặp bà Hồng Loan chứ không đâu có phải để đi mà tình cờ gặp đó không cũng có duyên chứ Hồng Loan đó. Cái này là gì con mắm ruốc hả? Không biết nữa. Không biết nữa. Dạ, thôi cảm ơn, bye bye nha. Dạ. Rồi tụi con cảm ơn cô. Dạ. Ăn mắm ruốc không bà buôn đi Hồng Loan đồ này kia không? Chị ngồi xuống ăn vậy cho chị Trang ngồi xuống ăn luôn đi. Ăn với chị, ăn miếng đi chị. Dạ. Hết. Rồi mời mọi người vào dùng đi. Tụi bác đã vừa mà lại. Bây giờ em nhận vị trí lại nha. Bây giờ mà ai quay mà không được ăn thì bây giờ mình ngồi xuống mình dùng nha. Đó. Anh em bỏ tôi. Rồi. Bây giờ mấy anh em nào mà quay á bây giờ mình đổi lại cho người khác. Rồi. Ở đây anh. Đó. Đó mọi người vào dùng đi. Mọi người qua đây. Trời ơi. Cái này cần gì đây? Tên gì đây? Mình làm hết Bình Dương Hương Hiệu nè, đó. Mình làm hết Bình Dương quanh này đi. Được rồi, được rồi, để vài bữa đó. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Bên nào đâu? Xong đây hả? Chị Loan ơi, nay em chị quá. Chị Loan ơi, chị Loan ơi. Bà con bên chị Hồng Loan quá ủng hộ mình làm hết Bình Dương nha. Khó lắm trời, đó. À, nói chung là ủng hộ chị Hồng Loan để mau đạt nút bạc nha, nút bạc là 100.000 súp đó. Rồi đến đây thì mình làm hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này ha. Cảm ơn tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Bà con xem video nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình làm hết ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.